Phật tử, tất cả chư Phật có âm thanh vô ngại, âm thanh đó đậy khắp mười phương thế giới, chúng sinh nghe được tự nhiên được điều phục, âm thanh đó của các như lai phát ra, tất cả các núi lớn như núi tu di không thể chứa ngại được, cung trời, cung rồng, cung dạ xoa, cản thát bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, người chẳng phải người, tất cả các cung đều không thể chứa ngại được, tất cả thế giới âm thanh cao lớn cũng không thể chướng ngại được. Tùy theo sự ứng hóa tất cả chúng sinh, không ai chẳng nghe được văn tự câu nghĩa. Đều được hiểu rõ, đó là Pháp Tràng Dũng Kiện Đại Na La Diên thứ bảy của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật tâm không chướng ngại trong trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, luôn khéo thanh tịnh, tất cả chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều đồng một thể, không đục không mờ, không ta không cái ta, không trong không ngoài, rõ cảnh không tịch, chẳng sinh vọng tưởng không chỗ nương, không chỗ làm, chẳng trụ các tướng dứt hẳn sự phân biệt, bản tánh thanh tịnh bỏ lìa tất cả sự nghĩ nhớ phan duyên Đối với tất cả pháp thường không trái ngược tranh luận, trụ nơi thật tế, lìa dục thanh tịnh vào chân pháp giới diễn nói vô tận, lìa lượng chẳng phải lượng, hết thảy vọng tưởng, tuyệt vi vô vi, tất cả lời nói đối với bất khả thuyết vô biên cảnh giới đều đã thông đạt vô ngại vô tận trí huệ phương tiện thành tựu mười lực tất cả công đức trang nghiêm thanh tịnh diễn nói đủ thứ vô lượng các pháp đều chẳng trái với thật tướng đối với các pháp giới ba đời các pháp đều đồng không khác rốt giáo tự tại vào tất cả pháp tạm tối thắng, tất cả pháp môn chánh niệm chẳng hoặc, an trụ mười phương tất cả cõi Phật mà không động truyền, đắc được trí bất đoạn, biết tất cả pháp rốt giáo không thừa sót, hết các hữu lậu, tâm khéo giải thoát, huệ khéo giải thoát, trụ nơi thật tế thông đạt vô ngại, tâm thường tránh định nơi pháp ba đời cùng với tâm hạnh của tất cả chúng sinh một niệm thấu rõ thông đạt đều không chướng ngại đó là pháp tràng dũng kiện đại na la diên thứ tám Phật tử tất cả chư Phật đồng một pháp thân, thân vô lượng cảnh giới, thân công đức vô biên, thân thế gian vô tận, thân tam giới chẳng nhiễm, thân tùy niệm thị hiện, thân chẳng thật chẳng hư, bình đẳng thanh tịnh, thân không đến không đi, vô vi bất hoại, thân một tướng vô tướng, pháp tự tánh, thân không xứ, không phương khắp tất cả Thân thần biến tự tại, vô biên sắc tướng, thân thị hiện đủ thứ vào khắp tất cả, thân diệu pháp phương tiện, thân trí tạm chiếu khắp, thân thị hiện pháp bình đẳng, thân khắp cùng pháp giới, thân không động không phân biệt, thân chẳng có chẳng không thường thanh tịnh, thân chẳng phương tiện chẳng không phương tiện, chẳng diệt chẳng không diệt, tùy sự ứng hóa tất cả chúng sinh đủ thứ tin hiểu mà thị hiện thân từ tất cả công đức bảo sinh ra, thân đủ tất cả các Phật Pháp chân như, thân bổn tánh tịch tĩnh không chứa ngại, thân thành tựu tất cả Pháp vô ngại, thân trụ khắp tất cả Pháp giới thanh tịnh, thân phân hình khắp cùng tất cả thế gian, thân không phan duyên, không thối chuyển, vĩnh viễn giải thoát, đủ nhất thiết trí thấu đạt khắp, đó là Pháp Tràng Dũng Kiện Đại Na La Diên thứ 9 của chư Phật.